siêu tuyệt vời khắp mũi dưới da, hiệu quả ngay sau khi điều trị, giúp cơ mặt được nâng lên, rãnh mũi má cải thiện rõ rệt và săn chắc. Sau khi mà làm xong, bác sĩ làm xong thì thấy cái cơ mặt bên này nó nâng lên cao nè, nó gọn, cái mỡ với cái càm này cũng không còn, rãnh ròng thì là nó không còn sâu nữa, còn cái cung chân mày cũng được nâng cao, nhìn rất là trẻ trung. Còn bên này thì chưa ấy cho nên nó vẫn còn chảy xệ nè, cho nên đó hả, mình làm trải nghiệm một bên thì mình thấy rất là ưng ý và hài lòng. Khi mà bác sĩ đã tư vấn cho cô rất là tận tình, rồi trong cái quá trình mà cô đã làm á thì nó đâu có đau gì đâu, nó chỉ chăm chích chút xíu thôi, nhưng mà khi mà làm rồi hả, cô thấy quá hài lòng luôn, quá hài lòng. Tại vì cô là cô nhát lắm, sợ đau, rồi sợ mình đi không đến đúng một cái nơi mà làm đẹp đó, rồi cái bắt đầu á sợ mình về đau mình không đẹp, vừa tốn kém mình vừa không đẹp nữa. Nhưng mà khi cô đến đây rồi hả, làm một bên mặt rồi, cô quá hài lòng luôn, cô thật sự mà rất là hài lòng. Cô chia sẻ với mọi người nè, mình thấy rất là hiệu quả luôn mọi người nè, mới làm ra nè, đây bên này nè, cái rãnh đây nó mất hẳn luôn liền á, rồi cái mắt mình là bên này nó sáng hẳn lên, còn bên này nè, nó còn cái rãnh sâu liền, chưa làm đây mới làm có một bên thôi đó, còn một cái rãnh sâu này với lại một cái nhăn mắt này, mình hai bên nó khác biệt hoàn toàn luôn á, mà tôi rất là ưng ý và vừa lòng với cái dịch vụ này của bên Thanh Mai. Trong cái quá trình làm BB tự hào có tiến sĩ bác sĩ tai Natalie là giám đốc y khoa của BB, đồng thời là giám đốc nghiên cứu và phát triển của nhiều tập đoàn công nghệ thẩm mỹ hàng đầu, là chủ tịch của nhiều hội nghị y khoa tầm cỡ thế giới và thuyết trình đến các bác sĩ của các nước những xu hướng làm đẹp tiên tiến mới nhất với tất cả kinh nghiệm, kiến thức để mang đến BB những phương pháp làm đẹp tối ưu, cập nhật xu hướng của ngành y khoa phát triển không ngừng đến khách hàng của BB. BB Thanh Mai luôn đi đầu trong suốt 23 năm qua trong lĩnh vực làm đẹp dưới sự điều hành của Thạc sĩ Kinh tế MC Thanh Mai. BB Thanh Mai vinh dự nhận được vô số các giải thưởng như Thẩm mỹ viện tốt nhất châu Á Thái Bình Dương, Thẩm mỹ viện sở hữu nhiều ca trẻ hóa da hiệu quả nhất khu vực, nhiều nghệ sĩ trong và ngoài nước, các chính khách, các doanh nhân luôn đến và làm đẹp trong suốt những năm qua là minh chứng rõ ràng nhất cho hiệu quả và chất lượng làm đẹp tại BB Thanh Mai.